con tên là Huỳnh Phong Nhã, năm nay học lớp 9, học trường trung học cơ sở Linh Đông. Năm nay con 14 tuổi, hiện tại con đang sống với cha và em trai. Mẹ con mất vì Covid vào tháng 8 năm 2021. Lúc đó mẹ còn sống, còn vui vẻ nên con cũng không có biết là mẹ đi sớm vậy. Tôi chọn công việc giặt da chai này tại vì sức tôi không có đủ để làm nặng được. Bên cạnh đó thì chữ vẽ tôi không có rành, không biết, nhỏ lớn không có học, thành ra không có đi làm công việc khác được. Thì mình bỏ công rồi nên làm mướn, mà ai mướn gì làm đó, mà gần gì người ta cười chê. Cũng miễn mình có việc làm là được rồi. Hôm nay em muốn ăn cái gì để anh hai đi ra chợ mua nè? Em muốn ăn gì? Thôi nhà mình không đủ tiền hay gì, thôi để anh hai kiếm thịt anh hai mua cho Ly ăn nha. Dạ. Lại nay mua rau ăn cho nó mát nữa. Dạ. Khi ra đường thì thấy người ta cũng đủ cha đủ mẹ, nhưng mà con thì mất mẹ thì con cũng thấy buồn, tủi thân lắm. Hai anh em con cũng cố gắng tự lập để cha con không phiền lòng. Thuận ơi, hát cho anh hai bài nghe đến hai bớt mệt đi. Hát nghe bài gì? Hát bài Ba Thương Con đi. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, cha lại nhau cùng nhau là cười. Đó, hồi xưa đó là tôi á, bị con mắt á, mắt hai bên này nó không có thấy đường. Nhưng mà vợ chồng này nói chung ra là cũng đâu có giàu có gì mà có mà ăn đâu. Nhưng mà cổ á, cổ còn đây, cổ mới từ chén cơm qua đút cho tôi ăn, ghẻ cá tôi ăn tôi nhớ chứ không phải là không. Chồng cũng vậy đó. Tới cơm qua đưa cho ba ăn đi, bảo tới đường này kia nọ đồ. Rồi cổ mới nói với số bên sao nè, dìu dắt cho tôi đi mổ mắt sáng. Tôi cũng biết ơn cái đó chứ không phải là không. Nhưng mà vợ cũ đã ra đi rồi, nhưng mà tôi nhớ mẹ mãi trong lòng của tôi cái gì đó. Vợ chồng ở được lắm chứ không biết lòng với ai, cũng đáng thương lắm cô. Nhiều lúc đó, ngồi buồn buồn tôi nhớ vợ tôi thấy cũng buồn nhiều lắm. Cũng là sợ con nó buồn theo, ra cũng cỡ nào cỡ cũng ráng gượng thôi chứ đâu có mà khóc rồi con nó thấy. Bữa tối nằm ngủ thì con cũng nhớ mẹ, thì con nằm khóc một mình không có ai thấy. Lúc nào con cũng hay cười vì con không muốn nghĩ đến chuyện buồn nữa. Con tên là Huỳnh Minh Thuận, học lớp 4, trường tiểu học Bình Quế. Năm nay con 9 tuổi. Hồi nhỏ con từng đã ra chỗ cho làm để chơi. Thấy cha khiêng bác là nặng cực lắm, vì vậy con rất là thương cha. Mỗi lớp con muốn làm nghề lái xe cẩu để giúp cha. Chân cha con hồi xưa đi làm bị té xe nên bị gãy. Lúc đó cha con bị thương gắn ốc vít vô chân á, rồi nhà cha con không có điều kiện nên ốc vít vẫn còn trong chân cha con tới bây giờ. Cha con làm về nghe chai, nhưng con không cảm thấy xấu hổ với bạn bè. Tại vì ba con làm công việc này mệt nhọc để nuôi cho con với em con rất nhiều. Con rất tự hào vì cha con. Nữa sau này là già rồi không có lo được cho hai đứa nhỏ nhỏ, là tôi cũng chưa biết tính làm sao nữa nè. Đó giờ con đó giờ còn chưa nói lời yêu thương nào được với cha. Bây giờ
con muốn nói nè, con yêu cha nhiều lắm. Mặc dù về chân tôi yếu như vậy á, tôi cũng ráng cố đi làm là tôi lo cho hai cháu, hai con đi ăn học. Dù có cực thì cũng mát bụng nữa. Bây giờ thì còn có mình cha thì con cũng ráng cố gắng yêu thương và chăm sóc cha nhiều hơn. Con hứa sau này học giỏi để lo cho cha với em nhiều hơn.